Trời, nó bán thấp thấy giá thấp dưới trời. Chỉ hợp với cao. Em mới đẹp chứ anh mày đẹp cái gì? Trời ơi, nhỏ nữa lúc nãy nha. Chưa 15 phút đâu mà. Mới có 5 phút à, 10 phút à, còn 5 phút nữa đâu mà. Bắn nào hết tiền mà. Bắn nào hết pin rồi. 15 phút à. Sao mà tới được 30 phút? Có 10 mới 10 phút à. Hoa đẹp dữ ta. Không mà nó bắn ấy quá. Mọi ngày mà năm ngoái nó bắn cao lắm, năm nay bắn thấp vậy ta. Nãy giờ nghe tiếng bên nhiều quá nha. Mười ba sao quá. Tải. Xe qua dám lấy đúng mày lấy sao bác không bác về nhá. Lấy rồi ra mà. Ra một cách nào? Rồi bác về. Đẹp chưa kìa. Đi thay lên vừa hết pin giống nét kìa. Số. Thôi mà quay của mình được. Về quăng thay nha Minh. Đẹp dữ. Ông Tài bây giờ nghe tiếng Tài rồi. Trời ơi. Đấy. Từ nhỏ giờ mới thấy cái bông à. Năm ngoái nó bán ở Bình Phước mà, bán ở 2 năm liền luôn. Ờ 2 năm liền. Mình chị ơi, cây quay cho nó rõ mình. Ê, Minh, đâu? Minh ơi, năm nào nhận bánh? Như vợ với huyện Minh Cơ. Tí nữa nó tài tài nó bắn lên chị Tài nữa tài. Cái nó bắn lên cái chữ đẹp không nó hỏi Tài nữa tài. Mà thấy quay phim không có ý nghĩa gì. Bây giờ sao? Ok, cứ quay để lại kỷ niệm thôi. Thấy ghi hình đứng đây cho con mình với lại cái đèn nó thấy còn đẹp hơn á. Ờ vậy.